Em tính được số mol nào H là bằng 0,3 mol Đối với tay đơn chất thì chúng ta có tỷ lệ mol của E Chia cho mol nào H là bằng 1 chia 2 Điều này nhấn tỏ S tay chúng ta là este tạo ra hai muối đây S tay chúng ta có dạng đó là R C O, -O C 6 H 4 R phải Chúng ta đi tới dùng với NaOH để mình thu được R C O O N A cộng cho R C 6 H 4 O N A cộng cho H 2 O Ở đây số mon thằng này là 0,15 Nằm hát chúng ta cân bằng đây là 2 Nào hát chúng ta là 0,3 Mũi chúng ta thu được ở đây là 0,15 Bên này cũng vậy 0,15 Điều cầu chúng ta là tìm công thức phân tử của A à, Bây giờ ta có nè Tổng khối lượng muối bây giờ là bằng 31,8 Bây giờ ta có như sau 31,8 Bây giờ sẽ bằng RCONA R CO là 44 NA là 23 là bằng 67 Nhân bon 0,15 Cộng cho R 6H4O và lớn nó bằng 115 nhân cho mol 0,15 rồi đây biến đổi toán học thì thu được R cộng R' là bằng 30 như vậy đây chúng ta sẽ có các cặp nghiệm của R và R' thứ nhất nếu R của mình nếu R ở đây là bằng 1 tức nó là hydro thì phần còn lại R' R' là bằng 29 tức nó là C2H5 thì công thức chúng ta bây giờ sẽ có dạng đó là HCOO C6H4 C2H5 hoặc chúng ta đảo lại trật tự đó là C2H5 và hydro nếu đây là 29 thì nó là C2H5 C2H5 Còn R phải chúng ta là 1 Thì bây giờ nó là Hydro Như vậy công thức bây giờ chúng ta sẽ là C2H5 COC6H4 H tức là C6H5 Bây giờ chúng ta có trường hợp khác Đó là R bằng 15 Tức là CH3 Và R phải cũng bằng 15 thì nó cũng là CH3. Thì công thức bây giờ sẽ có dạng đó là CH3COO C6H 4CH3. Như vậy ở đây nếu đề hỏi đồng phân thì chúng ta tính như sau. Ở đây chúng ta có tất cả là 3 đồng phân. Ở đây là 3 đồng phân. Như vậy ở đây chúng ta có nè. Cho trường hợp này là một đồng phân xin lỗi ba đồng phân trừ hai là một đồng phân trừ thứ ba là ba đồng phân như vậy tổng chúng ta có tất cả 7 đồng phân tuy nhiên ở đây đề hỏi chúng ta là công thức phân tử thì ở đây chúng ta đều có chung công thức phân tử đó là c 9 h 10 o 2 như vậy mấy thằng này có công thức phân tử là c 9 h 10 o 2 như vậy có đúng ở đây mình chọn đó là câu c c 9 h H10 O2